Phật pháp nhiệm màu, thoát nạn lửa cháy tại chung cư mini nhờ sức oai thần của Bồ Tát. Khoảng 11 giờ đêm ngày 12 tháng 9, một chung cư mini tại số nhà 37, ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội bốc cháy dữ dội. Thiệt hại được công bố vào tối ngày 13 tháng 9 là một con số quá đau xót, với 56 người tử vong. Trong chung cư mini hôm đó có một gia đình bạn Phật tử, nick Facebook là Cao Văn Bi, đã sống sót kỳ diệu nhờ sức oai thần của việc niệm Phật và niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, kết hợp tụng trì kinh Phổ Môn hồi hướng công đức, giúp gia đình bạn vượt qua kiếp nạn hỏa hoạn vừa rồi. Sau đây là lời kể chi tiết của bạn Cao Văn Bi. Con chào thầy và chào mọi người trong làng ta. Con chính là người thông báo trên nhóm làng ta chung cư số 37, ngõ 29/70 Khương Hạ bị cháy. Nhờ mọi người niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát đến cứu. Con cũng gọi điện nhờ mẹ ruột niệm. Con ngồi niệm. Lúc được cứu xong, con gọi cho mẹ vợ ra chùa làm lễ nhờ chư Phật mười phương giúp đỡ. May có các sư thầy về chùa nghe tin nên tụng trì kinh Phổ Môn giúp cho mọi người ở chung cư. Hiện nay con không bị mất một sợi tóc nào, sức khỏe tốt. Em gái con ghép thận cũng không sao. Vợ con là bác sĩ Vũ Thị Nhung, nhân viên bệnh viện Bạch Mai đã qua cơn nguy hiểm, ngồi và ăn cháo được. Cả nhà ba người còn sống một cách kỳ diệu. Nhà con mọi thứ bị ám khói, trừ bộ kinh sách để trên cao. Đại nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm và Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai thật không thể nghĩ bàn. Mong mọi người giữ vững lòng tin vào Phật Pháp. Các bạn có thể thấy hình ảnh trên là tủ sách của nhà bạn Cao Văn Bi có quyển kinh Phật là kinh Dược Sư. Trong kinh Phật luôn có các vị thần hộ Pháp như Ngài Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát hộ trì cho Phật Pháp. Quyển kinh Phật nào cũng có những vị thần hộ Pháp bảo vệ kinh điển Phật giáo, nên tủ sách nhà bạn Cao Văn Bi đã không bị cháy. Thật hết sức nhiệm màu. Đây là duyên may mắn của gia đình bạn khi biết tu tập Phật Pháp. Nhờ sức oai thần của Bồ Tát và chư Phật mười phương, nhờ sức hộ niệm của Bồ Tát và các vị hộ Pháp mà gia đình bạn đã thoát nạn lửa cháy. Nhà bạn nào có kinh Phật, Pháp bảo tại thế gian nên giữ gìn cẩn thận, sạch sẽ, trang nghiêm, đọc tụng hàng ngày và chuyên tâm trì niệm danh hiệu của chư Phật Bồ Tát sẽ được các vị Bồ Tát, chư Phật mười phương, các vị hộ Pháp bảo vệ cho thoát khỏi các tai nạn bất ngờ, cuộc sống được an vui như ý. Trích từ nguồn Facebook Ken Vinh Công, nhóm Ấn Tống Kinh Sách Hàng Tháng.